Đồ tóc giả, cái này đồ tóc giả được rồi. Tóc giả về về chính hết cả ta. Tóc giả. Đây thì bán 40, 40 ngàn nha. Tính ra là... cái này dùng tốt cho thận, nó nấu nước uống tốt cho thận nè. Để gì nè. Nấu thì nấu, tươi là cho bắp. Không tươi nhưng mà làm sao mà nấu cho hết. Em mà bán một ngày nữa. Chỉ là khô khô lên là để dài nhá. Cái này nó ngọt lắm luôn ấy. Nước này ngọt lắm. Cái nước ngọt lắm á Diễm. Cái nước luộc á. Còn không nấu ban đi chơi thì khỏi giữa. Ngon không? Ngon. Cái dâu ngô nhìn đã nhở. Cái dâu ngô này nhìn nó nhiều hơn là. Vô sợ cái bên điện thoại cho mẹ nó. Dạ. Quý hơn. Đồ tóc giả, cái này đồ tóc giả được rồi. Tóc giả về về chính hết cả ta. Tóc giả. Tóc giả cho mi. Tóc giả đấy đẹp mà. Tóc giả. Đồ tóc giả. Chung. Sao vậy? Bao đó hết mùa. Ngồi nào. Ôi, mẹ mày chọt cái kiểu gì sâu gì. Bắp mà bao bắp mà như bao bắp thật xanh á, chặt mãi không hết nữa nè. Gì đó, nó mở đá thun 100.000. Làm tóc giả. Ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Đó với hình đầu là ngon nữa. Để nó bán được cái nào không? Ví dụ như em bán mà lỡ hôm mai nó còn này, em đi mà ship. Này nó ơi. Không. Để em đi kia mang đi sạch cho. Rồi là xong hú thì lấy. Cắn đi. Đời nó sung sướng chưa nè. Thật. Cái hồ thì làm gì? Cái chặt cho nó dài dài ra xuống. Nhiều người người ta chê nó ngắn. Dạ. Lục bắp.